Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Đức Hà Review. Trong video này mình sẽ trên tay giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm tai nghe của Aukey nha. Đây là một dòng sản phẩm tai nghe Bluetooth không dây nha. Compact là gọn nhẹ nha các bạn. Đây là thương hiệu Aukey nha. Ultra Aukey là siêu gọn nhẹ. True Wireless. Đây là tai nghe True Wireless nha các bạn. Đây. Cái pin của sản phẩm này thì lên đến 25 giờ nha. Đây là một số thông số kết nối nha. Và bên ngoài này là có, phía sau này là có một số thông tin về sản phẩm nha. Đây. Hãng Aukey này thì chắc các bạn đã biết nha. Đây dưới. Và có một cái mã QR này các bạn. Nguyên siêu luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ bóc siêu sản phẩm này ra xem thử như thế nào nha. Và đặc biệt trong ngày 9 tháng 9 này thì Lazada sẽ sale sản phẩm này với giá rất ưu đãi nha các bạn. Và trong dịp sale ngày 9 tháng 9 này thì Lazada sẽ sale cái sản phẩm tai nghe True Wireless Aukey EP T25 này với giá hấp dẫn nha các bạn. Và đây là cái tai nghe này, đây trang Lazada nha các bạn. Hiện tại thì cái tai nghe này có giá 990.000 nha. Trong ngày 9 tháng 9 thì tai nghe này được giảm giá xuống còn 499.000 nha. Đây chương trình sale. Đây là cái tai nghe Aukey của chúng ta nha. Các bạn hãy xem nha. Và đường link mua sản phẩm này mình sẽ để dưới phần mô tả video, để bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm này, các bạn xuống phần mô tả video để lấy đường link mua hàng nhé. Và mình cũng sẽ để link của chiến dịch sale ngày 9 tháng 9 này dưới phần mô tả video để bạn nào có những tham khảo về những sản phẩm khác thì các bạn kích vào đường link đó để tham khảo nhé. Và bây giờ là trên tay mình đây là sản phẩm tai nghe Aukey nha. True của Aukey EPT25 nha. Đây là sản phẩm tai nghe Bluetooth không dây. Bây giờ mình sẽ bóc siêu em nó ra xem thử nó như thế nào nha. Và bên trong của sản phẩm đây các bạn, trống à. Ở đây là cái đốc này, gọi là cái đốc để tai nghe nha các bạn. Đây là hai cái tai nghe của chúng ta nha, hai cái tai nghe độc lập nha. Rồi mình sẽ để qua bên. Và phần dưới là một cái sách hướng dẫn nha. Đây, sách hướng dẫn sử dụng. Đơn giản thôi. Và đây nữa. Và ở trong này thì có một sự cáp sạc nha. Đây là cái nút mà để chúng ta nhắc vào tai nha. Nó có hai kích cỡ nha. Thì chúng ta thay đổi cái này nè các bạn. Đây, cái này nè. Thì chúng ta thay đổi nha. Và đây là một sợi cắp sạc nha. Đây là một cục sợi cắp sạc Type-C nha. USB Type-C nha các bạn. Mình xem thử sợi cắp sạc này có dài không. Đây, chiều dài của sợi cắp sạc này khoảng 30 cm nha. Đây, USB Type-C nè. Đây, một đầu USB, một đầu Type-C nè. Để sạc cho cái sản phẩm này nha. Và rồi, đây là sản phẩm chính của chúng ta nha. Sản phẩm chính của chúng ta là gồm hai cái tai nghe nha, để nhắc tai nha. Đây, hai tai nghe Bluetooth nha. Cái này thiết kế thì tổng thiết kế của nó bằng nhựa hết nha các bạn. Đây, hai cái này, cái đệm tai này. Và đây là cái hộp, đây là cái, mình không biết gọi cái này là gì, cái đốc để bỏ hai cái tai nghe này sạc nha. Đó, bóc siêu em luôn. Đây, chúng ta bật lên nha. Chúng ta sẽ bỏ cái tai nghe vào nè. Đây, bỏ vào đây. Nó sẽ tự hít vào và nó có một cái đèn màu đỏ này các bạn. Nó đang sạc đấy các bạn. Đây, chúng ta bỏ cái thứ hai này. Đó, hai cái này đang sạc nha. Chúng ta có thể đẩy lại cắt.
Và đây là trên này là có một cái cổng Type-C này để chúng ta nạp năng lượng vào cho cái bốc này nha. Cái này mình gọi là cái bốc nha. Cái tai nghe này nó sử dụng công nghệ Bluetooth 5.0 chống nước IPX5 nha các bạn. Và thời gian sạc theo nhà sản xuất công bố của sản phẩm này thì khoảng 1 giờ. Thời lượng sử dụng của nó là lên đến 25 giờ. Hỗ trợ cái này hỗ trợ nghe độc lập hai lỗ tai nha các bạn. Đây là một cái hàng chính hãng của Aoki và được Lazada phân phối nha. Và cái này thì bảo hành được 24 tháng, một đổi một nha. Cảm quan của mình về sản phẩm này thì nó rất nhỏ gọn nha. Thiết kế của nó là bằng nhựa hoàn toàn nha các bạn. Đây, mở lên mở xuống cái này nha. Bằng nhựa nha. Đây, tất cả đều bằng nhựa hết. Nói chung nó nhẹ lắm các bạn. Đeo vào cái này thì nó rất êm tai nha. Và sau một thời gian sử dụng thì mình cảm thấy cái tai nghe này nó cho mình cái trải nghiệm âm thanh rất hay nha các bạn. Và nó có thể chống nước được nha. Và các bạn có thể đi trời mưa các bạn nghe tai nghe này cũng được, đeo nó rất là êm tai, nó không có bị đau tai nha. Và pin sản phẩm này sử dụng thì nó cho các bạn sử dụng tròn một ngày rồi ok nha các bạn. Về cái chất âm của sản phẩm này thì cái này thì mình cũng nói thật là theo từng cái nhận xét của mọi người, và theo cái nhận xét cảm quan của mình thì cái chất âm của sản phẩm này với cái tầm giá này thì mình cảm thấy cái tai nghe này rất là ok nha. Âm bass của nó rất ok nha các bạn. Nó cho chúng ta nghe rõ từng cái tiếng, nghe rõ từng cái tiếng của nhạc cụ guitar hay trống nha các bạn. Nó đem lại cái trải nghiệm âm thanh cho chúng ta là rất ok nha. Tất nhiên là nó sẽ không thể nào so sánh được với những cái dòng tai nghe Bluetooth mà giá vài triệu được nha các bạn. Đây là cái cảm quan của mình nha. Và cảm quan của mình là thấy sản phẩm này rất ok nha. Thì các bạn có thể đi học hay đi làm việc thì các bạn sử dụng sản phẩm này nghe trong một ngày tối về chúng ta sạc nha. Và cái mic đồng thoại của cái này thì rất là rõ nha các bạn. Nó không có nhiễu nha. Và vì đây là cái công nghệ Bluetooth 5.0 nên là nó đem lại cho chúng ta một cái chất lượng âm thanh rất là hay nha. Và hai cái tai nghe này nó sử dụng công nghệ cảm ứng nha các bạn. Đây là cái màn cảm ứng này. Các bạn có thể khi có cuộc gọi đến các bạn chạm vào đây thì nó sẽ bắt cuộc gọi cho các bạn. Hoặc khi các bạn muốn nghe nhạc thì các bạn ấn vào đây này, nó sẽ phát nhạc, dừng nhạc cho các bạn nha. Và đặc biệt cái hay của cái tai nghe này nữa là các bạn có thể vừa sạc một cái và các bạn nghe một tai thôi. Các bạn bỏ vào một cái vào cái lốc sạc và các bạn cứ còn một cái này các bạn nghe. Thì khi nghe cái này hết pin thì các bạn có thể bỏ cái này vào lốc sạc và các bạn lấy cái này nghe lại. Thì đây là một cái công nghệ rất hay nha, giúp các bạn tiện trong việc thư giãn của nhạc nha. Và cái đánh giá của mình về cái tai nghe này thì mình thấy rất ok nha các bạn. Còn các bạn có đang sử dụng cái sản phẩm này thì các bạn có đánh giá như thế nào về sản phẩm này thì các bạn hãy comment dưới phần mô tả video để cho mình biết nha. Vì cái chất âm thanh của từng sản phẩm thì nó phụ thuộc vào cái tai của chúng ta nên là cũng không có gọi là một cái đánh giá của mình. Ví dụ tai nghe này mình thích nhưng mà có một số bạn sẽ không thích cái tai nghe này. Cái chất âm này mình ok nhưng mà có một số bạn không thích cái chất âm của cái tai nghe này, các bạn chê dở do cái cảm quan của từng người nha các bạn. Và mình cũng xin nhắc lại các bạn là cái chương trình siêu ngày 9 tháng 9 của Lazada thì sản phẩm này được giảm giá đến 50% luôn các bạn nhé, từ 990.000 còn 490.000 nha. Và link mua hàng của sản phẩm này mình sẽ để dưới phần mô tả video để bạn nào có nhu cầu mua hàng, các bạn xuống phần mô tả video, kích vào đường link để được mua sản phẩm này với giá ưu đãi nhất trong dịp sale ngày 9 tháng 9 này nhé. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông theo dõi để xem những video mới nhất của mình và để ủng hộ mình có động lực cho ra nhiều video hay hấp dẫn để phục vụ tất cả các bạn tham khảo giải trí trước khi mua hàng nhé. Chúc các bạn một ngày mới học tập và làm việc thật vui. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào.